Sáng nay, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội khóa 15 Vương Đình Huệ, Quốc hội đã thảo luận biểu quyết thông qua danh sách để bầu Tổng thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng kiểm toán nhà nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Sau đó, Quốc hội thảo luận biểu quyết thông qua danh sách để bầu các chức danh này bằng hình thức bỏ phiếu kín. Theo kết quả kiểm phiếu, có 471 trên 472 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, bằng 94,59% tổng số đại biểu Quốc hội. Một đại biểu không biểu quyết bằng 0,2% tổng số đại biểu Quốc hội. Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Trần Sĩ Thanh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, giữ chức Tổng kiểm toán nhà nước. Có 475 trên 475 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, bằng 95,19% tổng số đại biểu Quốc hội. Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Y Thanh Hà Niekadam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương làm Chủ tịch Hội đồng Dân tộc. Có 478 trên 478 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, bằng 95,79% tổng số đại biểu Quốc hội. Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, làm Tổng thư ký Quốc hội.